Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay tôi quay lại và giới thiệu với các bạn thêm một thủ thuật mới trên phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word. Và sau đây tôi có một văn bản Word như sau. Và tôi sẽ copy nội dung của cái website này vào file văn bản Word. Thông thường để copy nội dung của văn bản này vào file Word thì chúng ta sẽ bôi đen từng đoạn văn bản như này. Sau đó bấm sao chép. Mở file Word lên. Và bấm thả chuột. Dán nút Paste. Tương tự chúng ta sẽ copy cho đoạn thứ hai. Chuyển qua website. Sau đó chuyển lại Word. Chúng ta cũng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl V để dán. Tuy nhiên làm cách này, chuyển qua chuyển lại giữa website và file Word thì nó rất mất thời gian và lâu công. Nội dung ít thì chúng ta có thể làm được, nhưng mà nội dung dài thì làm như này rất mất thời gian. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sao chép copy nội dung văn bản vào Word một cách nhanh chóng, đơn giản đối với những văn bản nhiều, cần copy nhiều nội dung. Thông thường khi copy thì chúng ta sẽ dán từng nội dung một bằng tổ hợp phím Ctrl V. Tuy nhiên các bạn hãy quên cái phím Ctrl V đi, mà các bạn hãy lưu ý cho tôi một phím mới, đó là phím Logo Windows V. Để có thể copy nhiều nội dung văn bản một cách nhanh chóng thì đầu tiên các bạn mở cái trang website lên. Các bạn thực hiện copy từng đoạn văn bản một. Như thế này. Các bạn cứ thực hiện copy bình thường. Bấm chuột phải chọn sao chép hoặc là copy hoặc là nhấn tổ hợp phím Ctrl C như thế này. Ở đây tôi đã thực hiện sao chép liên tiếp nhiều đoạn văn bản trên website. Sau đó các bạn mở file Word lên. Các bạn mở file Word lên, sau đó các bạn để chuột vào vị trí muốn copy, sau đó các bạn nhấn logo Windows cộng V và các bạn bấm chuột vào cái nội dung văn bản mà các bạn muốn dán vào. Nhấn logo Windows cộng V, bấm chuột vào nội dung văn bản muốn đưa vào. Các bạn có thể thực hiện cái này một cách nhanh chóng. Với cách này các bạn có thể sao chép nhiều nội dung, nhiều đoạn văn bản một cách nhanh chóng vào file Word. Chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu thấy video này hay thì hãy nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.